Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn niệm trụ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn niệm trụ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí.